1 2 3 4 5 6 7 kia. There are only 7 bun. Oh, you are very strong. Ở đây ăn cơm nhá. Vâng, cho ở đây ăn cơm. Ở đây ăn cơm. Vì lâu không ăn cơm cùng Hà rồi. Hai, từ từ. Yeah. Nice. Đào sắn. Được không? Được. Lá lá. Bảo với mình sớm sớm biết để bọn mình trở về giúp nha. Ok, chị chạy đây nè. Đây là vườn chuối của sợ. Thank you, Ren. Our strong brother. Look at how he cutting banana tree. Wow! One, two, three, four, five, six, seven. Kia, giữ. There are only 7 bun. Oh, you are very strong. Thế đây là đỗ xanh thật. Nhờ, tí nữa ra cho nó mượn. Trời ơi. Bằng con này. Ở đây ăn cơm nhá. Vâng, cho ở đây ăn cơm. Ở đây ăn cơm. Vì lâu không ăn cơm cùng Hà rồi. Duy Anh scaring the dog. Anh ơi, đứa của bà 200. Đen, con chốt đen là gì? Con chốt cái Here we are. Chili. Chicken. I like the job. It's so great. Yeah. Ngon đúng không nhỉ? Bở ngọt. Dạ. Đất xả, đá, đất sỏi nó không có màu ăn. You can, we can eat it right away. Nó béo, chuối sạch. Okay. It's organic, 100% no chemical. And Ryan, enjoy. Con mời các cụ, cụ ơi cụ. Cụ ăn không? Con lấy chuối. Các bà đau chân cũng ăn nó. Đúng rồi, chuối tiêu nè. Ok. Không ngon. Ngon không? Quá ngon. Cheers. And look at đỗ khế ở đỗ rồng, ok? We confirm no chemical. 100%. It's good, try it. Yeah. Ngon không? It's so great. You can eat it raw? Yes. Công nhận quả đỗ rồng này ăn thật là ngon.
Em mua ở ăn chợ sống mà chất lượng. Họ ăn sống mà luôn. Ngọt lắm. Cái thằng cu này nó cứ chấm một canh là một tôm nó ăn nhau nhau. How was that? So sweet. Yeah. Nhưng mà xào á, ở sweet. Ngoài này ngửi thấy mùi thơm lắm như cơm nếp. Chỗ quê ở trên thì nó mới giữ giấy. You making very beautiful land for us. It's called Rong Lang Xào Tỏi. Rong Lang Xào Tỏi. Yes. Yeah. I don't know English name of this veggie. Just called stir fry vegetable with garlic. Have you ever eat? Yeah. Rong Lang Xào Tỏi. Yeah, in the Philippines. Yep. Ah. Okay. Tỏi xào rong. Yes. The food today very organic. We just use the timber. Ngô nướng vẫn ở đây luôn. Ăn ngô nướng luôn. Be careful. Huya. Huya. Dạ. Cho anh ít gia vị. Ok, gia vị đây. So. Robin Vapasi. Ui, ngon chưa? Ui, xanh chưa kìa. Wow. Look at the veggie. Cái món này mà không thể hết. Yeah. Hôm nay đội beauty hàm lợn em rủ vào nhưng mà trông quá. Cái gọi là cái gì? Rau lang xào. Rau lang. Xào tỏi. Kệ chứ. Mà đội nhẹ oai thế. Ừ. Cái này đội họ. Tôi kết đấy. Ngon. Rung rung. How was that? How was that? Yummy. Yummy. The way Zong ate it, it was like, and close the eyes. Ryan. With the feelings. Okay, Ryan, try one. Yeah, mơ hay là thật đây? Mơ, à không phải thật. Oh,